Xin chào các bạn, mình là Khánh An, mình 8 tuổi. Chào mừng các bạn đến với chương trình Bốn Mùa Con Ta. Các bạn thân mến, như các bạn cũng biết, đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta chỉ có 4 mùa là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Đúng không nào? Mỗi mùa đều có một vẻ đẹp riêng. Mùa xuân thì có hoa đào, hoa mai, mùa hạ thì có hoa phượng, hoa sen, mùa thu thì có hoa cúc, hoa cải, còn mùa đông thì có hoa hướng dương. Còn mình thì mình thích nhất là mùa đông, bởi vì mùa đông mình sẽ được quàng những chiếc khăn ấm và mặc một chiếc áo dạ dài đi trước giữa trời mùa đông. Và còn là một ngày rất đặc biệt đối với mình, đó chính là ngày sinh nhật của mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích nhất mùa nào? Hãy kể cho mình nghe về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!